Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Đi Làm Đúng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái video clip hướng dẫn về cái mạch điều khiển sấy tự động tắt khi mà đủ nhiệt độ ha. Cái bộ mạch này thì đã sử dụng cái bộ điều khiển Redsey 410. Thì nguyên lý là như thế này. Thì khi chúng ta bật cái tủ điện lên á, nhấn on á, thì bắt đầu cái thanh điện trở nó sẽ được gia nhiệt, thanh điện trở nó được gia nhiệt và nó gia nhiệt đến khi mà đủ cái nhiệt độ mà mình mong muốn á. Ví dụ như mình cài nhiệt độ là 100 độ C thì bắt đầu nhấn on nó sẽ gia nhiệt tới 100 độ C. Bắt đầu sau một khoảng thời gian á, khi mà đạt 100 độ C bắt đầu nó tính thời gian thì mình cài bao nhiêu đó. Ví dụ như cài 10 giây đạt 100 độ thì 10 giây sau thì nó sẽ ngắt toàn bộ cái tủ này. Nguyên lý của nó là như vậy. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái sơ đồ này ha. Ở đây mình nói về cái con điện trở một pha ha, ba pha thì nó cũng như vậy thôi, nhưng mà nó khác cái nguồn động lực thì mình cấp ba pha vào thôi. Ở đây lửa nguội qua cái CB và đấu qua một cái khởi động từ hoặc là cái gờ le bán dẫn gì cũng được, cấp nguồn cho điện trở. Thì tôi sẽ lấy một dây lửa ra, tôi điều khiển, tôi lắp qua cái nút ốp, thường đóng nút ốp. Và sau thường đóng nút ốp thì tôi đấu qua thường mở nút on. Và sau thường mở nút on thì đấu qua chân 13 của gờ le kiến thứ nhất. Chân 14 gờ le kiến thứ nhất đấu về nguội. Từ trước nút on nè, đấu qua chân số 8 của timer của gờ le thời gian đó. Chân số 5 của gờ le thời gian đấu qua chân số 9 của gờ le kiến 1. Và chân số 5 gờ le kiến 1 đấu qua chân 13 của gờ le kiến 1. Và từ chân số 5 của gờ le kiến 1 mình sẽ đấu qua chân số 2 của bộ Redsey 410 này. Và chân số 3 của bộ Redsey 410 đấu về nguội. Từ chân số 2 này nè, từ chân số 2 của Redsey 410 này chúng ta đấu qua chân số 6 luôn ha, qua cái tiếp điểm thường mở. Khi mà chưa đủ độ thì nó sẽ đóng lại. Khi chưa đủ độ thì nó sẽ đóng lại, thì nó đóng 6 7 lại. Thì chân 7 đấu qua chân A1 của công tắc tơ K, chân A2 về nguội. Thì khi chưa đủ nhiệt thì 6 7 nó đóng lại, nó cấp lửa cho thằng K này hút hút cấp điện cho thanh điện trở ha. Khi đủ nhiệt thì bắt đầu nó sẽ tính thời gian ha các bạn, tính thời gian để ngắt cái mạch này. Thì nói tiếp chân số 7 của bộ Redsey 410 này các bạn đấu qua chân duy trì của quận K, qua từ từ chân số 6 thì đấu qua chân duy trì còn lại của quận K thường mở của tiết điểm K đó. Sau thường mở nè, đấu qua chân số 7 nè, từ chân số 7 đấu qua một cái bóng đèn về nguội để báo như khi đó lúc đó đang giả nhiệt. Đồng thời từ cái chân đèn này cầu chung qua chân G lấy kiến 2 luôn ha. Và chân còn lại của G lấy kiến 2 thì đấu về nguội. Từ trước thường mở của thằng K này nè, các bạn đấu qua chân số 6 của thằng không, chân số 6 mình đấu rồi ha, số 6 đấu rồi. Thì bây giờ tôi sẽ lấy chân số 8. 6 nãy nó đã chân số 6 là chân chung ha. Ở trên là thường mở, 6 7 là thường mở, 6 8 là thường đóng. Thì chân số 8 tôi sẽ đấu qua chân số 5 của G lực chân số 9 của G lực kiến 2. Và chân số 5 của G lực kiến 2 thì đấu qua cái chân số 2 của timer và chân số 7 timer về nguội. Đó là cái cách đi dây. Còn nguyên lý thì như thế này, khi mà nhấn on nè, các bạn thấy nhấn on nè thì G lấy kiến 1 có điện 95 này của G lấy kiến 1 này duy trì lại thông qua nó đi nối tiếp với chân thường đóng của timer ha, duy trì lại và đồng thời nó cấp nguồn cho cái bộ Redsey 410 này. Lúc này thì nhiệt độ mình cài đặt nó sẽ cao hơn nhiệt độ thực tế. Cho nên 6 7 nó sẽ đóng lại, nó cấp nguồn cho cuộn K này. Nó cấp nguồn cho cuộn K này. 6 8 nó mở ra. Cấp nguồn cho cuộn K lúc này. Đồng thời gờ lấy kiến 2 có điện, tiếp điểm 95 nó đóng lại, nhưng mà timer chưa tính thời gian do 6 8 này nó hở ra rồi. Thì tiếp điểm K này duy trì cho cuộn K. Khi nào mà đến nhiệt độ 100 độ mình mong muốn á thì cái tiếp điểm 6 8 này nó đóng lại, tiếp điểm này 6 7 này mở ra. Nhưng mà cuộn K vẫn hút,
vùng cao bắn hút do tiếp điểm duy trì này, nhờ cái tiếp điểm duy trì này ha các bạn, nhờ tiếp điểm duy trì này. Lúc ấy thì cái chân 95 của Gly kiến 2 này đã đóng rồi, và 68 này đóng lại thì nó sẽ cấp nguồn cho cái timer. Timer bắt đầu tính thời gian, sau một khoảng thời gian thì 85 của timer này nó mở ra và nó ngắt toàn bộ mạch điện ha các bạn. Đó, đó là cái mạch của mình. Nguyên lý của nó là vậy. Và cái video sau thì mình sẽ thực hành đấu nối và test thử cho các bạn xem. Và xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn video clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.